Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Cờ Tướng VN. Trong video này, em sẽ giới thiệu với các bạn hai trận đấu của Lại Lý Huynh và Nguyễn Thành Bảo trên đấu trường quốc tế giải vô địch Cờ Tướng Thế giới năm 2022. Mời các bạn cùng xem. Chứ 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 chứ将军。将军。
将军。吃。Tới đây, đỏ mất quân và thấy cờ lại rất ngột ngạt, nên Quách Trạch Huy đã buông cờ nhận thua. Mời các bạn xem tiếp ván 2 của Nguyễn Thành Bảo.吃吃吃吃将军，吃。吃。
将军。吃。吃。吃。吃。吃。将军。Vừa mới mất mã xong, quán gà, bố Lai Ân lại đi pháo về, mất thêm con pháo nữa. Tới đây thì bố Lai Ân Malaysia đã buông cờ nhận thua. Chúc mừng Nguyễn Thành Bảo và Lại Lưu Huynh. Ở trong vòng 1 này, mỗi anh đều kiếm 2 điểm về cho Việt Nam. Trận cờ đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sau.